Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, cạn kiệt vốn và thiếu đơn hàng, vì vậy nhiều hiệp hội ngành nghề đã kiến nghị là kéo dài chính sách giảm thuế VAT 2% để giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Hiệp hội lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội bia rượu nước giải khát Việt Nam đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính về việc xem xét gia hạn chính sách giảm thuế VAT 2% đến năm 2023 và có thể xem xét áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp. Năm 2022, khi dịch bệnh đã dần được kiểm soát, cùng với đó là chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, gồm chính sách giảm thuế VAT, các doanh nghiệp trong ngành đã cho thấy những dấu hiệu hồi phục tích cực. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực về phục hồi mới chỉ là những dấu hiệu bước đầu. Vì vậy, chính sách giảm thuế VAT được coi là một biện pháp trợ lực tài chính mạnh mẽ của chính phủ đối với nền kinh tế và có thể tạo động lực tốt cho sự phục hồi của doanh nghiệp, khuyến khích tiêu dùng. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đã dự tính nhu cầu thị trường và thực hiện phân giao tổng nguồn xăng dầu quý tư cho từng doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường. Đến nay sau khi thực hiện các giải pháp nêu trên, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất tiêu dùng trong nước, không xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 11, cả nước đã nhập khẩu hơn 7,5 triệu tấn xăng dầu các loại, tăng 24% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng gần 1,5 triệu tấn, với kim ngạch là 7,8 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 122%. Riêng mặt hàng xăng đạt gần 1,6 triệu tấn, tăng 128% với giá trị là 1,7 tỷ đô la Mỹ. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh do virus Adeno Sau hướng dẫn của Bộ Y tế, việc xét nghiệm PCR tìm virus Adeno được chỉ định trong các trường hợp sốt cao liên tục trên 48 giờ, đáp ứng kém với thu hạ sốt, biểu hiện viêm đường hô hấp, viêm kết mạc, nôn, rối loạn tiêu hóa và xét nghiệm phản ứng viêm không đặc hiệu tăng cao hoặc có bệnh kèm theo nguyên tắc điều trị gồm áp dụng biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chuẩn trước và trong thời gian điều trị chăm sóc phân loại và điều trị theo các mức độ nặng của bệnh điều trị triệu chứng như hạ sốt giảm ho giảm đau hướng dẫn cũng nêu rõ chỉ sử dụng kháng sinh kháng nấm khi có chỉ định điều trị triệu chứng tại nhà theo dõi và phát hiện dấu hiệu nặng để đưa trẻ đến viện kịp thời bệnh nhân sốt được hạ sốt bằng paracetamol khi sốt Ngoài uống hạ sốt có thể kết hợp kèm trường nước ấm, nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 3 đến 5 độ C, cho trẻ uống thêm dung dịch điện dài Orizon, ăn nhiều bữa, ăn lỏng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dạng sáng ngày 28 tháng 12, một bộ phận khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm 28 tháng 12, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10 đến 13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, rét đậm rét hại để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Tổ chức trực ban thường xuyên nắm bắt tình hình thiên tai, báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Để phục vụ sản xuất vụ xuân 2023 cho khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, hồ thủy điện Tuyên Quang sẽ mở hai đợt xả nước với thời gian tổng cộng là 12 ngày, đợt 1 từ 0 giờ ngày mùng 6 đến 24 giờ ngày mùng 9 tháng 1. Còn đối với đợt 2 là từ 0 giờ ngày mùng 1 đến 24 giờ ngày mùng 8 tháng 2. Như vậy là năm nay chỉ có 2 đợt xả nước thay vì 3 đợt như mọi năm. Để đảm bảo nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi, các địa phương cần khẩn trương duy tu bảo dưỡng các công trình, trạm bơn và nạo vét hệ thống vương máng, bám sát lịch xả nước sẵn sàng các điều kiện dẫn nước tích trữ vào các ao đầm và các vùng trũng thấp, đồng thời hướng dẫn bà con nông dân chủ động lấy nước đổ ải, chữ nước vào ruộng, đảm bảo có đủ lượng nước gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Ngày 27 tháng 12 tại Hà Nội, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Trong năm 2022, Hội Phụ Nữ Bộ Công an đã bám sát chủ đề công tác năm và những chỉ đạo mang tính định hướng của Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam triển khai có hiệu quả đối với Phụ Nữ Bộ Công an. Với 173 công trình, phần việc, đều đăng ký mới gắn với công tác chuyên môn đã cho thấy sự bài bản, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác hội của Phụ Nữ Bộ Công an. Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023, Hội Phụ Nữ các cấp Bộ Công an sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở, đặc biệt tập trung hỗ trợ các cơ sở hội đóng quân ở vùng sâu vùng xa địa bàn phân tán